Anh đi đâu sao hôm nay anh mặc đồ kỳ vậy? Kỳ hả? Kỳ gì đâu, ngày hôm nay anh mặc đồ này em biết anh mặc để làm gì không? Anh mặc đồ này ngày hôm nay để anh gọi là unbox hộp quà. Nhìn thấy gì chưa? Đây là hộp quà mà Mini World đã dành tặng cho anh. Và bây giờ mình sẽ unbox cái hộp quà này để xem hôm nay Mini World đã dành tặng gì cho mình nhá. Yeah. Yo. Cái hộp này rất là đẹp quá ạ. Hộp này là có cái chữ Hello Mini World ở trên này. Và bây giờ thì mình sẽ phải làm nhiệm vụ mình bóc nó ra. Đây các bạn nhìn thấy không? Hello Mini World. Và cái điều đặc biệt các bạn biết là gì không? Mình không có móng tay. Nhưng mà không sao cả, chúng ta vẫn bóc được nó. Giờ thì mình đã bóc xong các bạn ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khui nó ra nhá. Ten 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 ten. Ten 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 ten. Các bạn nhìn thấy chưa? Trong cái hộp quà của Mini World này á, là nó có đến 9 cái hộp nhỏ. 9 cái hộp nhỏ này thì nó sẽ bao gồm rất nhiều đồ. Nhìn nhá. Ok, và bây giờ thì chúng ta đang có ở đây là 9 cái hộp quà của Mini World nhỏ. Và các bạn biết không, cái điều thú vị ấy là chúng ta hoàn toàn không biết là ở trong 9 cái hộp quà này nó có những thứ gì. Bởi vì trên mỗi hộp quà ấy, nó sẽ có một cái con nhân vật ấy. À đâu, không phải một con nhân vật. Trên mỗi hộp quà này sẽ có đến tận 9 con nhân vật, bao gồm 8 con nhân vật đã hiện ra và một con nhân vật bí ẩn. Và nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là sẽ phải bóc. Và nếu như mà mình xui thì mình có thể bị trùng lặp các nhân vật với nhau. Còn nếu như mà mình hên thì mình hoàn toàn có thể lấy được rất nhiều nhân vật khác nhau ở trong những cái hộp quà này nha. Hy vọng ngày hôm nay mình sẽ sưu tập được khoảng ít nhất là 6 con nhân vật khác nhau nha mọi người. Ok, còn bây giờ thì chúng ta let's go. Ở chỗ này các bạn thì nó có một điều rất là đặc biệt, đấy là nó có một cái ngàm ở đây. Và bây giờ chúng ta chỉ cần bấm cái ngón tay vào đây là chúng ta hoàn toàn có thể bóc được cái hộp này. Mình sẽ thử nhá. Hey. Bây giờ mình sẽ bóc cái này ra bạn, bởi vì mình không có móng tay nên là mình bấm cái này hơi khó. Cái này dành cho những người có nail nha anh em, có móng tay, còn tôi là tôi không có nail. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc nó ra. Trong này thì chúng ta sẽ có một cái gói. Nó sẽ có một cái gói như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ bóc cái gói này ra. Cái gói này thì được làm bằng túi ni lông giấy bạc các bạn ạ. Nghe mùi nó phê lắm anh em. Bây giờ tôi sẽ thử bóc nó ra nhá. Và cùng để xem nhân vật đầu tiên trong này là cái gì nhá. Rồi, let's go. Đây là một con nhân vật. Mình cũng không biết tên nó nữa. Bạn nào mà đang chơi Mini World mà biết nhân vật này tên gì thì các bạn nhớ comment xuống cho mình biết nha. Bởi vì lâu lắm rồi mình không chơi Mini World và mình bỏ mất một thời gian nên mình không nhớ đến nhân vật này. Con nhân vật này thì nó mặc một cái chiếc váy màu đen. Một chiếc váy màu đen. Có một cái bộ tóc màu xám giống như Sammy đào các bạn. Và đặc biệt là nó còn đội một cái chiếc vương miện nữa các bạn. Và cái con nhân vật này thì mình thấy nó mang một cái style mà mình hình như là mình đoán nó là gothic. Cái style gọi là trông nó rất là đẹp và kiểu gọi là hơi ma mị một xíu. Đấy là theo cái tầm kiến thức nhỏ bé của mình thì là nó là như vậy và mình hiểu như vậy. Bạn nào biết tên thì nhớ để lại bình luận cho mình biết nhá. Ok, bây giờ mình sẽ để cho cô bé này đứng ở đây nhá bạn. Đó, đứng ở đây. Đó, và bây giờ đứng im đây nha. Tí nữa thì sẽ gia nhập đội hình cùng với cả những người khác. Rồi. Bây giờ đến hộp thứ hai. Hộp thứ hai này thì nó hơi bị méo mó một xíu các bạn ạ, bởi vì hộp thứ hai này mình nghĩ là nó sẽ bị móc trong cái quá trình vận chuyển. Nhưng mà không sao cả, chúng ta cần con nhân vật trong này chứ chúng ta đâu cần cái hộp đúng không anh em. Múc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ khui hộp thứ hai nha anh em. Hy vọng là cái hộp thứ hai này nó sẽ có một con gì đấy nó khác, chứ bây giờ nếu mà nó bóc ra cái con nhân vật giống con váy tím kia chắc tôi buồn chết luôn các bạn ơi. Nào, giờ khác điểm đã đến. Let's go. Nhân vật này lại tiếp tục là một nhân vật nữa mà mình không biết tên các bạn ạ. Nếu như bạn nào biết tên nhân vật này thì nhớ comment xuống cho mình nha. Bởi vì từ nãy giờ mình chỉ đợi chờ mấy cái nhân vật. Chắc là có lẽ sẽ không có những nhân vật mà mình biết đâu. Bởi vì mình đã bỏ Mini World một thời gian rất là lâu rồi. Nhưng mà Mini World vẫn không quên mình và vẫn tặng quà cho mình. Mình sẽ quay trở lại Mini World. Mình hối hận quá. Con nhân vật này thì có một cái nơ màu đỏ. Và nhân vật này mình biết nha các bạn. Nó là một nhân vật mình chỉ quên tên nó thôi. Chứ còn cái dáng nhân vật này là mình biết. Nó là nhân vật thuộc cái team hình như là team cổ vũ, team cổ động các bạn. Và mình cũng không hiểu sao nhưng mà trong cái hộp này hình như là toàn nữ các bạn ạ.
trong cái hộp này là full toàn bộ là nhân vật nữ. Tại sao nhà phát hành lại quyết định tặng cho mình nhân vật nữ nhỉ? Trong này có gì đây? Trong này có một cái thẻ các bạn ơi. Từ từ mình móc nó ra nhá. Đây. Có một cái thẻ đây. Tại sao không có tên ta? Đây là tiếng Trung Quốc, ở trong này có một cái mã code các bạn. Không biết là cái mã code này để làm gì luôn á. Đã ta. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ để nhân vật này đứng đây nhá. Rồi, chúng ta đã có hai cô công chúa. Mình cũng không hiểu vì sao nhưng mà Mr. Vịt lại có toàn gọi là mấy cái con nhân vật công chúa này nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cả hộp thứ ba nhé bạn. Chúng ta còn ở đây là 6 hộp và bây giờ mình đã bóc đến hộp thứ ba rồi. Hy vọng là mình sẽ được một con nhân vật khác tiếp tục không bị trùng lặp với cả những cái với cả hai nhân vật kia nha bạn. Chứ giờ nó mà trùng nó chắc mình khóc lắm luôn anh em. Rồi. Yo, let's go. Gói thứ ba. Pam 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 pam. Xem nó trong này nó là cái gì nhá. Đầu ta. Nhân vật này là chính là nhân vật Jimmy Oshimi. Nhân vật này đã rất là cũ rồi các bạn và có từ rất lâu rồi, mình cũng quên luôn tên nhân vật này. Hình như là nhân vật này tên là Tiểu Mew hay là Hắc Mew cái gì đó. Nó là một cái con nhân vật mà mặc một chiếc váy đồ hầu gái màu đen. Và giới thiệu cho những bạn nào mà chưa biết thì ngày xưa lúc mà Hero Team chơi Mini World thì đây là skin đầu tiên mà mèo Simi đã sử dụng nha anh em. Đây là skin đầu tiên. Khi mà cái skin này ra mắt ấy, thì thời đấy nó còn chưa có skin DIY nên là cái skin này chính là skin gọi là giống hình con mèo nhất. Và mèo Simi đã quyết định sử dụng cái này. Mình làm cho mình nhìn phát bìa cái là mình nhớ đến mèo Simi luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái con nhân vật ở đây nhá. Rồi, hình như nhân vật đây là tên là Tiểu Mew hay là cái gì Mew Mew đó. Đó, ok, đứng im đấy nhá, không được di chuyển. Bây giờ nó mà di chuyển là chắc tôi bỏ nhà ra đi luôn anh em. Rồi, bây giờ là mình đã gọi là có đến tận 3 cái thẻ bài các bạn. Đó, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem full bộ sưu tập thẻ bài sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ bóc ra hộp thứ tư, cùng để xem trong hộp trước hộp thứ tư này sẽ có cái gì nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ khui nó ra. Get go, xem ra cái gì đây. Hy vọng rằng là trong các cái nhân vật này thì mình đã có một cái cả mình có một cái cô bé đội cái khăn màu xanh này rồi. Bây giờ tí nữa thì mình sẽ hy vọng là nó sẽ ra những cái con còn lại và quan trọng nhất là nó có phải có một cái con đặc biệt đây. Có một con bị hidden ở đây nó tô màu đen nha anh em. Hy vọng nó sẽ ra con đấy nha. Rồi, let's go. Rồi, khui ra nhá. Nào. Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc? Yo. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Ê tôi thấy màu vàng nha, tôi thấy màu vàng. Đẹp đó. Con này đẹp nhá. Con này là một con tiên nữ này các bạn ơi. Nó có một cái cánh bướm ở đây và mình là con trai nhưng mà mình chỉ thấy nó đẹp là mình khen đẹp thôi nha anh em, không có ý gì đâu. Con nhân vật này thì nó mặc đồ hoàn toàn là màu tím, có một cái đôi mắt rất là to. Trên đầu thì có 3 bông hoa được gắn lên tóc này và đặc biệt điểm nhấn là có một cái đôi cánh. Đôi cánh này sẽ khiến cho con nhân vật này trở nên đặc biệt hơn tất cả những cái skin trong này. Không biết là có skin nào nó có cái có con nhân vật nào có cánh ta. Nó là con nhân vật có cánh duy nhất nha các bạn. Nó là con nhân vật duy nhất có cánh. Ôi, đẹp dã man luôn ấy. Cho nó ở đây nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả chiếc hộp thứ 5. Mình sẽ bóc hộp chiếc hộp thứ 5 này nha anh em ơi. Hy vọng là chiếc hộp thứ 5 này nó sẽ ra một con nhân vật đặc biệt. Ê, tôi nhận ra là hình như là cái con nhân vật này là con nhân vật đặc biệt hay sao ấy. Đúng không? Ui. Ê, tính ra đó là con nhân vật ẩn đấy các bạn ơi. Nó có nhân vật ẩn đấy. Ui. Tức là mình đã rất là may mắn khi mà con đầu tiên của mình nó đã trúng cái con nhân vật đặc biệt luôn ấy. Đù, mình đỉnh dữ rồi ta. Đây này các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn nè, nó có cái vương miện trên đầu nè. Và con nhân vật này cũng có vương miện trên đầu và nó có một cái váy. Đó, cái váy này là váy cao. Các bạn nhìn thấy không? Chứng tỏ cái con nhân vật này đầu tiên mà mình bóc nó chính là cái con nhân vật bị ẩn ở trong nguyên cái set bộ này luôn các bạn. Ôi đỉnh dã man. Ôi thế thì chứng tỏ là mình cực kỳ hên luôn là bởi vì nó là con đầu tiên. Rồi, bây giờ mình sẽ khui cái hộp này và hy vọng là trong này sẽ có một con nhân vật. Ở đây thì mình đã có con có cánh rồi. Mình hy vọng là nó sẽ là một cái con nhân vật có tai hoặc có tóc nha anh em. Rồi, có tai hoặc có tóc, điều đấy rất là vui bởi vì là nó sẽ khiến cho cái bộ này nó trở nên lung linh hơn. Chứ ở trong này mình thấy có một cái con nhân vật mình biết nó tên là Nini. Cái con nhân vật này thì nó có nhân vật cơ bản, mình không thấy nó kiểu được gọi là bị ấn tượng lắm ấy. Cố gắng là mình sẽ bóc ra những cái con khác nha, chứ bây giờ nếu mà ra hai con Nini chắc mình khóc thét luôn anh em. Rồi, yo. Get go. Ra cái gì đây? Ra cái gì đây? Một con nhân vật khác nào. Chị Thỏ Juni. Nhân vật chị Thỏ Juni này thì các bạn biết không? Hình như nếu mà mình nhớ không nhầm thì mình có đến hai nhân vật chị Thỏ Juni các bạn. Đợi tí. Đứng đây chị Thỏ đứng đây. Tôi đã quay trở lại các bạn. Tôi có đến tận hai nhân vật chị Thỏ Juni bởi vì chị Thỏ Juni đã đứng ở trên giá sách của tôi rất là lâu rồi. Và bây giờ tôi có thêm một chị Thỏ Juni nữa, tức là tôi đã đến hai chị Thỏ Juni giống nhau các bạn. Tới đỉnh chưa lêu lêu các bạn, không có người có hai cái, người không có cái nào. Rồi, bây giờ tôi sẽ để chị Thỏ Juni đứng đây nhá. Đó, đứng đây. Rồi.
Đây các bạn nhìn thấy chưa, có nguyên một dàn búp bê ở đây luôn. Và mình có tổng cộng là 5 con mô hình ngày hôm nay mà mình đã khui được. Ngày hôm nay thì mình đã sưu tập được 5 cái thẻ bài này, cũng như là 5 con nhân vật ở đây. Đó các bạn nhìn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Và cảm ơn Mini World rất là nhiều vì đã tặng mình một bộ skin toàn nữ. Nhưng mà không sao, có là được rồi, còn hơn là không có các bạn. Đó, rất là đẹp. Và nếu như mà các bạn muốn mình mở nốt 5 cái hộp ở đằng kia, à đâu không, 4 cái chứ, thì các bạn hãy nhớ ấn like và subscribe kênh mình. Mình sẽ làm một cái video bóc nốt 4 hộp còn lại cùng để xem nhân vật trong đấy là những nhân vật nào nha. Bạn thích nhân vật nào nhất trong số 5 nhân vật này thì nhớ để lại bình luận xuống dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau nha. Tên tên. Bây giờ tôi mang cái này tôi đi cất này. Bye bye.